Nghệ An ở Gia Lai xuống. À ở Gia Lai, quê Nghệ An. Cô xuống từ ở đây từ xuống từ mấy đêm mấy hôm lâu rồi, nhưng mà bởi vì là cô là có con ở đấy thì cô vô thăm cái đêm mẹ con cùng nhau đi. À. Đi cái trường là bây giờ nghe nói là 1 giờ chiều là cho viếng, nhưng mà 1 giờ không được, mà bạn đợi được, mà bạn chân đau không đứng được lâu, mà đợi đến tối thì không đứng được, cái bạn chân vào một dòng sóng rồi bạn xin phép về. Bạn cái gần 70 tuổi rồi nên sức khỏe không cho phép. Chào cả cháu nhé. Bạn tên là gì ạ? Bạn tên là Phan Thị Hóa. Phan Thị Hóa. Cô giáo với Hữu. Canh Thị Hoa. Phan Thị Hóa. Bạn cô giáo với Hữu rồi. Cảm xúc của bác hôm nay đến viếng như thế nào? Thật với bác cháu, nhưng mà bởi là bác khóc. Bởi ngày nay cũng đưa tin bác cháu ốm nặng á. Là bác buồn, bác hay khóc lắm. Bác kia tụi rất là có thị sự là nói là tôi không màng, nói là 1 giờ chiều là dân dân ở thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm bác đấy, nhưng mà 1 giờ chiều đến đi này để đoàn kế hướng dẫn bác lên 5 giờ chiều vì người dân mới được đến việc con chỉ cả đoàn, thế là bác được bác đợi mà đợi chứ hỏi lại là mình thế này bác cho em tình hình là bác đừng lâu có sức khỏe, cho nên bác điện tập hướng vòng bậc cao sóng rồi thì bác xin phép về bác chào nhé. Mình Kim Anh, mình ở Sài Gòn thì cũng rất là thương tiếc cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, thì cũng trong cái không khí thang thương và cực kỳ là xúc động. Mình đất nước cũng đã mất đi một người anh hùng đã hy sinh rất là nhiều, đến cuối cuộc đời gần như là khi gần mất rồi mà bác vẫn còn hy sinh cho đất nước này. Và cũng may mắn cho mình thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình được dịp đến viếng cái lễ tang của bác, mà bởi vì mọi người đến xếp hàng rất là đông và mình không có đi vào trong được vì nhiều nguyên nhân, nên là đứng ở đây để tưởng niệm một người anh hùng của dân tộc. Lúc đó là tầm khoảng gần 18 giờ thì mình nhận được tin bác mất thông qua báo đài, thì lúc đó mình cảm giác rất là mất mát, giống như trong nhà mình mất đi một người ông vậy, một người lãnh tụ rất là đáng kính. Mình cũng biết là thông tin bác bệnh từ rất lâu rồi, nhưng mà cái thông tin bác mất thì nó rất là bất ngờ. Ngày hôm trước thì mình có đọc báo và thấy bác nhận được huân chương sao vàng, thì mình cũng đã đoán được là tình hình của bác đã không tốt, nhưng mà mới một ngày sau thì bác mất, thì mình cảm thấy là nó mất mát quá lớn.